Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì trong cái video ngày hôm nay là cái tiếp theo thì chào mời mọi người chơi là với kênh của mình thì mình sẽ chơi thì nó sẽ ngày chơi của mình là 4 tháng 3 2022. Ok. Thank you.
Thank you.